Chào các bạn đã trở lại channel của mình nha. Sáng nay hai lúa đi dở mấy cái bẫy nha các bạn. Hôm trời mưa to không có thăm được, để sáng thì dở luôn. Thì dính được cái nào hai lúa sẽ quay cho các bạn xem nha. Dính là các bạn ơi, một lứa dính lứa nữa các bạn ơi. Con này cỡ con thấy dính nữa rồi các bạn ơi, lứa rồi, cái cỡ rồi. Có sập rồi, rồi dính lứa nữa rồi. Con này quá nhỏ, nhỏ hơn mấy con nãy. Tiếp tục dính nha các bạn. Lứa không các bạn ơi, hồi dính nữa các bạn, cũng lứa nữa các bạn ơi, nhỏ nhỏ thôi, rồi vô dính bị kẹt đuôi luôn, nhỏ xíu. Rồi dính tiếp các bạn, đầu ngọn đi láng con rồi, lứa không cơ, cá cả không, chưa thấy chuột bự nào hết. Rồi cá trước dính nữa rồi, các bạn ơi, rồi con lứa này cũng bự nè, chuột nhà ngính luôn. Rồi dính chuột lứa ướt nhẹp luôn rồi, căng thui vô.
Bắt con này vô đây ướt nhẹp rồi. Đầu dàn kè mà cái mịn nó ướt đen thui à. Dính được chục bự rồi các bạn ơi, nãy giờ mới thấy con này bự rồi. Khè luôn. Đặt 30 cái mà có đôi dính được 12 con các bạn. Ít quá, chục nhỏ nhỏ. Con chục bự còn nhiêu lứa các bạn ơi.